kính chào với cô chú anh chị thức may vàng đam mê sưu tập bonsai thì trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Ra Hậu Giang ạ. Và kênh chuyên chia sẻ về may vàng bonsai thì các loại luôn nha quý cô chú anh chị. Hiện tại là em đang có mặt tại đại diện của anh Hú và chia sẻ với quý cô chú mình một lô phơi may quý quý hàng quý hàng sưu tầm luôn ạ. Mong cô chú mình yêu thương ủng hộ anh Hú, ủng hộ kênh cô chú anh chị ha. Dạ em xin được phép chưa biết luôn ạ. Dạ em xin chào anh Hú ơi. Dạ chào chị Phương, chào cô chú anh chị đang xem kênh. Địa chỉ em là 007 Thạnh Mỹ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0915 614 018. Đó là số Zalo em. Dạ. Hôm nay em về 8 cây chị. 8 cây tứ quý không ạ? Dạ, 8 cây tứ quý hả cô chú anh chị? Thì mình vô cây số 1 luôn anh ha. Dạ. Cây này cũng mới bứng về hôm qua. Dạ. Tàn lớn lắm ha. Cốt cành có đều nha với cô chú anh chị. Cốt thân cành cốt nha. Đây cành lực dữ lắm. Cây này ông chủ nhà ông cũng nhạo sơ sơ mà nó tàn nó lớn quá chuyển ra không được em cắt ra lùm. Dạ. Cái đế thì khỏi chơi đâu hết cô chú anh chị. Đế nó sổ mà nó có cái củ, củ lớn. Dạ. Đế mà ở trên này nó gom củ gửi dưới này thì nó bài ra đều luôn á cô chú. Nguyên một bệ đứng đứng đi xuống. Nha. Dạ cay lắm. Em có hình lúc em bứng luôn ha, bứng hôm qua. Nguyên cái tàn lớn dữ vậy. Cứng ngắt ở trong hết trơn. Đi xuống hết trơn. Không nghĩa là bự bự không mà cô chú chị nha. Nhìn rất là lực cây luôn ạ. Bỏ như móng ngồng quặm quặm. Một cốt tay cành đều nha cô chú anh chị, thóc thân cũng hợp lý với cái phơm tàn nữa nha. Rồi, em vô. 1m09 chị. Dạ, 1m09. Ngang ngang 90. Rồi, em vô mình. Em đo nhiều vị trí ha, tại cái cây này nó sổ tốt ở trên luôn đi. Nó trên cổ đế nè. Rồi 51, rồi dạ. Chỉ đi dầm. Vị trí này 51 nha cô chú chị. 51 là eo nhỏ nhất rồi, hơi chặt chặt lên chút ha. Rồi 57 57 hơi cắn này chút, bình chuẩn là 51 luôn, thêm dòng số nữa là sát dưới luôn. Rồi đây 75 xuống luôn nha. Rồi sổ đế 36. Dạ. Cứ ngắt hết trơn, cộng đế lực lắm. Nó được cái cũ như bình bông. Đường kính bầu này 73 chị. Dạ. Tay cành đấy. Khó khăn chi số 1 24 tới đây là sổ rồi, chi số 1 22. Chi cành khá lực nha cô chú, một cốt luôn ha. Rất là lực ha. Rồi bóp gióc cái đầu còn 22 chị. Cây này có nhạo sơ sơ. Cây cạnh đây cũng lực lắm. 20. Em cắt sơ sơ ha, về cô chú ghép rút vô cây lực nữa. Hạ đọt xuống chút. Tán vô chút xíu, tán đây cũng được. Quá trời cái củ. Còn đế bành bành bành. Nó nổi trên mặt vậy luôn á, em cũng làm sơ sơ mới về. Trong đều có ghế lót, đế lót đi xuống. Ghế nó cắm cắm nó bố xuống thôi, cô chú anh chị có cử đặt luôn. Cái này chơi bốn mặt tiền luôn chị.
Rồi em vô cây số 1 ha. Số 1 giao lâu 35 triệu. Dạ 35 triệu cây thứ quý nha cô chú anh chị. Bao 300 km. Một cốt đến nên đặt cô. Sổ đẹp. Cây số 2 nha cô chú anh chị. Vô cây số 2. Cao 1m4. Dạ em này cũng một cốt luôn luôn cô chú. Ngang 86. Cái vàng xu chi cành thì dân chơi luôn nữa cô chú anh chị, đóng túng diện luôn ha. Cây này một cốt chi cành đều cái cành lực lắm ha. Được cái củ như trái bí xuống dễ lực mà nó bấu xuống không cô chú anh chị nha. Vô cái quạnh trời chiến mưa quá. 41 tính 40 đi. 40. Nó hơi cắn. Rồi 38 gì. 38 đây. Trong này có rễ lốt rất là bự luôn á cô chú. Không có trống nhất đế nha. Đế thì xuống. Có thang 20 chị. Dạ. 17 tay cành. Dạ, cành đều đều tứ diện luôn. Nè cái này mình lập cái tàn thông một cái là nhìn là ngon lành luôn hết cô chú. Cắt sơ sơ về ghép gút vô rồi. Toàn bộ là cây tàn hết, em cắt hết. Rồi, cây số 2 em giao lưu 9 triệu 500 nghìn. Cộng rễ em cả tất cả cổ tay 9 triệu 500. Cộng rễ lực mà nó gom rồi đó nha. Vô cái này đi. Dạ cái số 3. Số 3. Cái này rất ổn nha cô chú anh chị, bất năng luôn nha. Hoành lớn ha. Dạ. Giá vừa chơi. Cái này cái đậu rễ là trà đá đủ luôn cô chú anh chị. Rễ là nó bấu xuống không có bị trống nhất nào luôn nha cô chú. Dạ, chóp cây luôn ạ. Cao 7 70 chưa? Dạ. Rồi mình vô hoành. Lớn nha cô chú anh chị. 57. Đường kính bầu 68. Ủa 88 chứ. Dạ. Đế lực đó. Rồi dây đế thì bỏ nhiều mà không có trống nhất nào luôn nha quý cô chú. Nở chàng. Cũng già lắm. Rồi cái số 3. Số 3 em giao lưu 15 triệu. 15 triệu nha mấy cô chú anh chị. Bao 300 km. Dạ. Vô cây số 4. Rồi mã số 4. Cây này nữa. Dạ, cây bonsai nha mấy cô chú anh chị. Cây này nằm ở trong cái khạp đó chị. Đế lùng. Nó độc chủ luôn cô chú anh chị ha. Nó quái. Đế quái. Dữ lắm cái hồi đế nó bỏ không có xuống ha. Rất là đặc luôn cô chú anh chị. Ôm theo cái viền khạp. Dạ.
cao 61, đường kính bầu 55. Dạ. Rồi em đo nhiều vị trí đi. Này vị trí đi. Hết luôn đi. Hết đây luôn ha. 52. Dạ. Rồi em bỏ không gãy quái đó. Nó liền lạc ha, em bao. Rồi đây thì nó 36. Cái này mình không thích chơi mình tháo ra cũng được nữa. Ở dưới nó có bệ đế nó đi xuống á. Mình nó quái để gì chơi. Nó nằm trong cái hộp. $134 tổng hoành đế. Rồi cái này em giao lưu 4.500. 4.500 thì số 4. Cây bonsai lùng lực luôn á cô chú anh chị nha. Rồi em vô cây số 5. Bonsai siêu lùng lực luôn. Cao 57. Rồi em vô hoành. Hoành lớn già cây 57 luôn. Lên tam tài ha. Rồi, anh bóp gió. 24. Nguyên cũ nhìn mê nha cô chú anh chị. Đường kính bầu 64. Nở chạc. Kéo chỉ lắm. Mạnh cây. Ngoài dầm lớn không? Sát lớn. Cái này cô chú anh chị mình vô cái chậu cổ một cái nữa là nhìn cây dữ luôn á. Sổ tới dưới ha. Dạ. Đế đi xuống. Xuyên luôn. Cây luôn. Số 5 hả chị? Dạ, mã số 5. Rồi cây số 5 em giao lưu là 13.500. Dạ. Nếu em bằng cách để kéo dựa mạnh hết rồi cô chú mình sưu tầm yên tâm luôn nha. Tứ quý tam tài luôn hả? Số 6. Rồi cây hình thú ha. Tứ quý mà dáng thú luôn nha cô chú anh chị. Cũng là hàng một cốt luôn à. Mặt cắt kéo nhộ dung trùng luôn rồi nha cô chú anh chị. Cái này có cái chậu dẻ bỏ vô cũng được. Để ngót đi xuống hết chị. Bỏ cái chân trước khéo lắm thôi chú chị, nguyên một cái bể đường luôn á. Rồi em vô cái quần 43. Dạ. Hốt thăng 30. Đường kính bầu 50. Đế lực. Rồi cái này số 6. Em giao lưu là 7.200.000. Dạ, 7.200. Tứ quý nha cô chú anh chị nha. Rồi vô cái này đi. Dạ, mã số 7. Rồi cái này trực quân tử luôn nha cô chú anh chị. Úc cành đều ha. Đều ra như đóng đinh. Thân chạc nở. Đế nằm. Nằm trên mô. Cái này nằm mô. Rồi em vô cái hoành. Mực á. 36 ha. Tính 35 đi, để dướng hơi cắn. Hốt thăng 37. Tay cầm đều tứ diện con muốn cô chú anh chị.
tổng cái hoành đế tính 150 đi, hơn 150 tính 150. Chót ngọn bằng ngón chân cái. Cao. Rồi cái này em giao lưu 6 triệu 200 ngàn. Dạ 6 triệu 2 em cây số 7. Dạ. Ồ, tới đâu thì đế tới đó. 6 triệu 2. Có cái thẹo đây nghe chị, để em báo luôn đi vậy. Vận chuyển về nó bị chắc miếng da mà không sao ha. Kéo hết rồi. Xử lý. Bằng ngón tay cái. Rồi cái cuối cao 60. Dạ. Cũng là tứ quý luôn á cô chú anh chị ha. Cây này rồi. Một cốt dốc đậu nha cô chú. Tay cành đều ha, dạ. Tứ diện luôn. Chơi hay lùng thì tán ngang đây. Tán đây bỏ lùng. Đế sổ. Đây này giá mềm. Sổ 32. Rồi nhiều mình. Thoát hàng 18. Tay cành cũng lực ha. Chi số 1 nó 16. Dốc cái đò còn. Còn 12. Rồi cái này em giao lưu là 3 triệu rưỡi. Số 8. Thôi tôi quý đế nông là số 8 3 triệu rưỡi. Tiếp 300 km. Dạ. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem kênh. Mong cô chú anh chị đón xem và ủng hộ. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Hôm nay thì mình báo giá có 8 cô tứ quý cô chú anh chị đa số là hàng bonsai từ lực lượng chức năng. Mong quý chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào các chú clip ở đây luôn nha cô chú.